Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu mọi người là mẫu cây liễu hổ. Cây rất là dễ trồng và dễ chăm, thích hợp với là người mới chơi kiểng, không có nhiều kinh nghiệm thì cũng có thể là trồng và chăm sóc cây phát triển tốt ha. Cây thì không có kén đất và không có kén khí hậu nha, dùng miền nào mình cũng trồng được hết trơn á. Cây mình trang trí là ban công nè, bàn làm việc nè, hoặc là hành lang lối đi thì cây rất là đẹp luôn. Cây thì mình để trong chậu sẵn như thế này ha, về mình có thể là mình thay qua một cái chậu khác như cái ảnh em để ở trên cái video nè, anh chị mình thấy nè. Cây rất là dễ trồng dễ chăm luôn anh chị. Cây nó tên là cây liễu hổ ha. Thì anh chị mình muốn mua mình có thể đặt hàng, mình để lại số điện thoại hoặc là bình luận ở dưới một video này, hoặc là mình nhắn tin trực tiếp cho em để bên em tư vấn hỗ trợ cho anh chị mình lựa chọn cây phù hợp tới cái nhu cầu của anh chị của mình ha.